Rồi, hello các bạn, mấy kênh Trần Channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Phần này mình sẽ đi phần Rockybox của anh. Đây là phần Super Cam nha các bạn. Mình sử dụng là U-Buffing Custom. Bây giờ tiếp tục mình lại sẽ đi cái chuỗi series Perfect của mình nha. Rồi, phần này mình sẽ sử dụng là Windows Toy and Teleport Mine nha. Mình đã có chìa khóa xong. Bây giờ mình sẽ thả cái Windows Toy trong đây. Sau đó mình sẽ chạy qua đây. Đó, mình sẽ nhử cái bà già kia vô trong cái phòng bên trên đó nha các bạn. Rồi, khúc này có một ông Bolit áo xanh nha. Đó, đây là có một bà giúp việc. Mình sẽ thử luôn. Đó, mình sẽ dịch chuyển luôn hai nhân vật này bằng cách thả Windows Toy ra. Đầu tiên là Bolit áo xanh nghe trước nha các bạn. Đó, tiếp tục là phiên bà giúp việc đó nghe. Mình sẽ lên mình núp. Đó, mình sẽ xử lý nhanh gọn lẹ nha. Cái phần Simmercam này là nó thời gian rất là ít nha, nhưng mình sẽ tranh thủ mình đi cho nhanh. Rồi, thả Windows Toy ra. Chúng ta sẽ chạy lên trên này, núp bên hông cánh cửa nha các bạn, rồi sau đó chạy vô liền nha. Rồi, thế là chúng ta đã thành công. Bây giờ để cho ông Bolit đầu chọc này biến mất nữa là chúng ta sẽ đi qua vòng nha các bạn. Ok, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Simmercam level 1 Perfect nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vòng level 2. Rồi, mới vô thấy một con Dot nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển con Dot này luôn. Chúng ta sẽ đặt thế nó mai xung quanh con Dot này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vô lấy cái khay nha. Rồi, mình sẽ thả bên đất to ra. Đó, bên đất to này nó sẽ làm một tiếng chó, con đó này nó sủa. Đó, sau đó con Bolit áo xanh này đi ra ngoài nha các bạn. Rồi, thế là Bolit áo xanh này đã bị mình dịch chuyển nha. Và con đó này coi thứ nó có chạy ra ngoài là không đây. Có thể là nó không ra ngoài nha các bạn. Rồi, mình đã thử thả một con bên đất to ra nó không chịu luôn. Rồi, thế là nó đã chạy ra, bây giờ cho nó dính vô luôn. Đó, thế là chúng ta đã hoàn thành xong khúc dưới này. Rồi, trên này có hai con Bolit đầu chọc. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển luôn hai con Bolit đầu chọc này nha. Đó, bạn nào thích kênh Bim Trần Channel của mình làm video hay hấp dẫn, các bạn nhớ comment, like, share, subscribe kênh Bim Trần Channel của mình nha, để giúp kênh của mình mỗi ngày một phát triển hơn. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Rồi, một anh Bolit đầu chọc đã đi ra ngoài. Đó, đi ra ngoài. Bây giờ mình sẽ thử dịch chuyển luôn cái ông Bolit đầu chọc trong này luôn. Ô, con chuột này nó xém. Một thả vào đây ông không nghe nha. Buộc mình phải thả vài cái dịch này. Lý do tại sao mình không vô trong cái phòng này là mình khi mà mình lấy cái cái dàn chính kia là mình ra ngoài là nó sẽ cho mình bao vòng luôn nha. Còn đây mình sẽ dịch chuyển trước, sau đó chúng ta sẽ chạy vô lấy dàn. Rồi, bây giờ mình đợi thôi các bạn. Ok, thế là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ nha. Bây giờ mình sẽ vô cho nó lấy vàng full gold. Sau đó chúng ta sẽ đi qua vòng. Rồi, thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh Bim Trần Channel của mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây nha.
Mm-hmm.